Thưa quý khán giả và bà con nông dân, qua thực tiễn sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trên lĩnh vực canh tác lúa, cho thấy giống là yếu tố quan trọng giữ vai trò quyết định đến năng suất lúa cũng như chất lượng hạt gạo. Việc xác định được giống lúa phù hợp với điều kiện thời tiết theo từng mùa vụ còn góp phần giúp nông dân tiết giảm đáng kể chi phí đầu tư sản xuất, cải thiện được lợi nhuận. Từ nhu cầu thực tế này, thời gian qua, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã không ngừng thực hiện công tác sản xuất và cung ứng cho người nông dân các giống lúa cấp xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ sản xuất. Đây được xem là lựa chọn tốt nhất trong việc cải thiện năng suất và chất lượng lúa thương phẩm. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa chính của Việt Nam, là nguồn cung ứng chính sản lượng lúa gạo tiêu thụ nội địa và đáp ứng khoảng 90% sản lượng gạo xuất khẩu hàng năm của cả nước. Sản lượng lúa tại đồng bằng sông Cửu Long vì vậy đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động toàn vùng. Với tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay, giống lúa có vai trò quyết định đến năng suất, sản lượng, phẩm chất, lợi nhuận cho người trồng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số nông dân vẫn còn chưa quan tâm đúng mức về vai trò của hạt giống lúa đạt tiêu chuẩn, chất lượng, giống lúa xác nhận trong sản xuất. Do nhiều nguyên nhân khác nhau như giá lúa giống đạt tiêu chuẩn, chất lượng còn cao, thời vụ xuống giống tập trung vào một loại giống nên không đủ lượng giống cung cấp cho thị trường. Mặt khác, một bộ phận nông dân chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của chất lượng hạt giống nên vẫn còn sử dụng giống của vụ trước để làm giống cho vụ sau. Qua nhiều vụ canh tác, giống lúa trở nên thoái hóa, lẫn tạp, nhiễm sâu bệnh nặng nên năng suất thấp, chất lượng gạo, vì vậy không đạt yêu cầu. Từ thực tế này, việc sử dụng giống lúa cấp xác nhận vào sản xuất được xem là giải pháp tối ưu nhất đối với nhiều nông dân nhằm cải thiện chất lượng lúa gạo, đặc biệt là trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao. Trong quá trình sản xuất lúa thì cái khâu xác định giống lúa cho từng vụ là rất quan trọng. Là đặc tính của mỗi giống lúa thì nó thích hợp theo từng thời vụ. Thì nếu mà xác định đúng cái giống lúa cho từng thích hợp cho từng thời vụ thì sẽ được cái năng suất cao và chi phí thấp, sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn cho bà con nông dân. Trong cái hợp tác xã thì cái việc mà tuyên truyền mà sử dụng giống xác nhận là coi như là bà con nông dân là tuân thủ 100% làm cái giống xác nhận, để từ đó mà mình sản xuất được cái sản phẩm là nó đồng đều và nó tốt đưa ra ngoài thị trường. Bên cạnh đó là giảm được cái chi phí đầu vào, như là cái lượng phân bón và cái thuốc bảo vệ thực vật. Về tiêu chuẩn, hạt giống xác nhận là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà. Quá trình sản xuất giống xác nhận được tiến hành tại các cơ sở nhân giống liên kết với các công ty, diện trường có bản quyền để sản xuất giống với số lượng lớn cung ứng cho thị trường. Giống lúa xác nhận phải thuần về mặt di truyền và cần phải được phân loại kỹ lưỡng để loại bỏ tạp chất, hạt cỏ dại, lép lửng, đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 01/54/2011 và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia 12181/2018. Thời gian qua, công tác sản xuất hạt giống cấp xác nhận được Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng tiến hành theo đúng quy trình và sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của quy định nhà nước. Gần đây, đơn vị đang nghiên cứu nhân dòng G1 của 6 giống lúa thơm mới, khoa học công nghệ Sóc Trăng 1 đến khoa học công nghệ Sóc Trăng 6 để duy trì các đặc tính giống với giống gốc ban đầu và tạo nguồn vật liệu ban đầu của 6 giống lúa thơm khoa học công nghệ Sóc Trăng, nhằm phục vụ công tác khảo nghiệm và nhân giống các giống lúa thơm mới có triển vọng của tỉnh trong thời gian tới. Trung bình mỗi năm, trung tâm cung ứng từ 300 đến 400 tấn giống lúa xác nhận phục vụ nhu cầu sản xuất lúa tại tỉnh. Thì việc nhân giống G1 là nhằm duy trì các giống siêu nguyên chủng của các giống lúa thơm khoa học công nghệ Sóc Trăng của tỉnh, tạo nguồn vật liệu để cho công tác khảo kiểm nghiệm giá trị canh tác và đưa ra sản xuất tại các địa phương, nhằm chọn những cái giống lúa thơm chống chịu được sâu bệnh, thích nghi với điều kiện địa phương và cho năng suất cũng như là chất lượng. Từ đó là giới thiệu rộng rãi cho bà con để nhằm đa dạng cái giống lúa thơm của địa phương, cho bà con thêm nhiều sự lựa chọn về giống lúa thơm. Qua thực tiễn sản xuất lúa tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng cho thấy việc sử dụng giống lúa cấp xác nhận để gieo xạ sẽ hạn chế sự phân ly, thoái hóa trên đồng ruộng,
đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất sự phát sinh, lây lan và gây hại của lúa cỏ trên đồng ruộng, làm ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất của lúa hàng hóa, đặc biệt là lúa đặc sản, lúa thơm, góp phần gia tăng phẩm chất và giá trị hạt gạo xuất khẩu. Sử dụng giống lúa xác nhận và giảm lượng giống gieo xạ giúp cây lúa phát triển khỏe, đồng đều ngay từ đầu là tiền đề để áp dụng thành công các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, quy trình 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, tưới ngập, khô xen kẽ. Qua đó giúp nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua việc tiết kiệm lượng lúa giống gieo xạ, tiết kiệm chi phí sử dụng phân bón và chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó, giúp cây lúa chống chịu tốt hơn với điều kiện bất lợi của thời tiết như mưa bão, hạn mặn. Năng suất vì vậy tăng từ 10 đến 20% so với sử dụng giống lúa phẩm cấp thấp. Sử dụng lúa xác nhận 5451 này thấy hiệu quả, lúa ít sâu bệnh lắm, phát triển cũng tốt. Hồi chưa sử dụng xác nhận này thì chi phí tốn nhiều, rồi bây giờ xài xác nhận này cũng chi phí ít, lợi nhuận cũng cao. Để phát huy vai trò của giống lúa xác nhận vào sản xuất, ngành nông nghiệp Sóc Trăng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân sử dụng giống xác nhận, giảm lượng giống gieo xạ và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thông qua triển khai thực hiện dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững, dự án phát triển sản xuất lúa đặc sản, đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ, đã góp phần nâng cao năng suất và chất lượng lúa hàng hóa, gia tăng thu nhập cho nông dân. Theo số liệu điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sóc Trăng, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận trong vụ hè thu năm 2022 là 74,3%, diện tích tăng 2,1% so với cùng kỳ. Vụ đông xuân 2022-2023 là 77,5%, diện tích tăng 3,5% so với cùng kỳ. Trong đó chiếm số lượng lớn là giống lúa đặc sản và lúa thơm ST. Để phát huy cái vai trò của giống lúa xác nhận trong cái việc mà gia tăng năng suất, gia tăng chất lượng sản phẩm, giúp cho bà con gia tăng thu nhập, thì bà con cần lưu ý. Cái thứ nhất thì bà con mình nên liên hệ với những cái đơn vị cung ứng lúa giống, mua những cái giống lúa mà cấp xác nhận là có đạt tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời là có xuất xứ và nguồn gốc rõ ràng. Thứ hai là khi sử dụng giống lúa xác nhận vào sản xuất thì bà con nông dân là nên kết hợp với việc xạ thưa hợp lý, đồng thời kết hợp các tiến bộ khoa học kỹ thuật như 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, rồi tưới nước ướt khô xen kẽ để mà giúp cho cây lúa phát triển khỏe ngay từ đầu. Điều đó thì tạo cái tiền đề để giúp bà con mình tiết kiệm cái chi phí đầu vào, đồng thời làm góp phần làm tăng cái năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Trong cái thời gian tới thì để tiếp tục phát huy vai trò của giống lúa xác nhận vào sản xuất thì trung tâm giống tiếp tục là nghiên cứu và chọn tạo cũng như là sản xuất giống lúa đặc sản, lúa thơm chất lượng cao để mà đạt cái tiêu chuẩn chất lượng để mà cung ứng cho thị trường. Sau hành trình dài nỗ lực, hạt gạo Sóc Trăng hiện đã khẳng định được chất lượng trên thị trường quốc tế với thành công vang dội của sản phẩm gạo thuộc các dòng lúa thơm ST. Sóc Trăng hiện cũng là địa phương có diện tích canh tác các giống lúa đặc sản, lúa chất lượng cao lớn nhất nhì khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với việc tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiến bộ hay thực hiện tốt các tiêu chuẩn sản xuất theo hướng sạch, an toàn, tăng cường việc sử dụng hạt giống cấp xác nhận trong sản xuất là yếu tố then chốt, góp phần giúp địa phương duy trì được thành quả hiện có. Quan trọng là nâng cao lợi nhuận cho người nông dân khi năng suất lúa được cải thiện. Đây cũng là cơ sở quan trọng để ngành nông nghiệp tỉnh xây dựng được thêm nhiều hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa cùng các công ty, doanh nghiệp khi hình thành được vùng nguyên liệu lúa chất lượng với sản lượng ổn định, phục vụ nhu cầu chế biến xuất khẩu. Thời lượng dành cho chuyên mục khuyến nông kỳ này xin được khép lại tại đây. Bà con nông dân có thắc mắc liên quan nội dung chương trình hoặc có nhu cầu cung cấp giống lúa cấp xác nhận phục vụ sản xuất, có thể trực tiếp gọi đến Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng qua số điện thoại 02993 821 579. Khán giả quan tâm cũng có thể xem lại nội dung chương trình qua kênh Facebook hoặc YouTube Truyền hình Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.